Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Hôm nay thì Nhung sẽ giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn một cái dòng phân bón lá cho chăm cây, chăm để cho cây ra mầm này, để cho cây ra hoa và cho cây hoa lâu tàn các anh các chị nhé. Ở đây thì em mới về một công hàng. Đầu tiên sẽ giới thiệu đến mọi người cái hàng đầu châu 501 nhé. Đây là một cái dòng phân bón lá nhé, đầu châu 501 đây. Đây là cái dòng đầu châu 501, nó có cái thành phần đó là 30, 15, 10 nhé. Nó giúp cho cây hoa lan cùng các loại cây cảnh nảy chồi ra lá. Thì cái này các anh các chị sẽ sử dụng nó là 1 gram pha cho 1 lít nước và các anh các chị phun định kỳ từ 7 đến 10 ngày một lần nhé các anh các chị nhé. Cái này thì sau khi hoa lan cắt hoa hoặc là chuyển chậu chúng ta có thể là phun nhé. Giúp cho cây lan nó nhanh nảy chồi, nhanh ra lá. Cái này nó là 100g và là 25.000 một lọ nha các anh các chị nhé. Tiếp đến là cái đầu châu, không, đây cái đầu châu này, đầu châu 701 nhé. Đầu châu 701 nó là cái thành phần đó là 10, 30, 20 thì nó là cái thành phần kích thích cho cây phong lan cũng như là cây cảnh cùng các loại cây khác cho nó cây ra hoa nhé. Cho cây ra hoa và cái thành phần của nó là 10, 30, 20. Thì pha thì chúng ta sẽ pha là 1 đến 2 gram trên 1 lít nước, phun cũng định kỳ từ 5 đến 10 ngày một lần. Các anh các chị làm theo hướng dẫn nhé. Lọ này cũng là lọ 100g và cũng là 25.000 đồng. Tiếp đến là cái dòng đầu châu 901. Thành phần đầu châu 901 nó là 15, 20, 25 các anh các chị nhé. Cũng dùng cho hoa lan, cho các loại cây cảnh. Thì dùng nó để dưỡng hoa lâu tàn với cái thành phần này nhé. Rất là tốt luôn ạ. Cái này cũng là 100g và chúng ta pha thì cũng tương đối như loại kia, nhưng là mà sẽ pha cũng pha 1 lít nước, nhưng mà cái tỷ lệ thuốc thì nó sẽ nhiều hơn nhé, từ 2 đến 4 gram trên 1 lít nước. Chúng ta cũng phun định kỳ 5 đến 7 ngày một lần. Video ngắn vừa rồi thì vật tư nông nghiệp Thùy Nhung vừa mới giới thiệu đến các anh các chị cùng toàn thể các bạn cái dòng phân bón lá đầu châu 501, 701 và 901 nhé. Cái số liên hệ để đặt hàng bên Nhung thì là 0915 882513. Cảm ơn các anh các chị đã luôn tin tưởng ủng hộ. Ai mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho vật tư nông nghiệp Thùy Nhung nhé. Bây giờ thì Nhung xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị ở video ngắn lần sau ạ.